Trong bài số 2 này, chúng ta sẽ nhìn sơ lược qua về nội dung của cả khóa học về Sketchnote. Và mình sẽ giới thiệu với các bạn hai phần, là phần nội dung sơ lược của khóa học và thứ hai là các công cụ cần thiết để chúng ta bắt đầu luyện tập. Thứ nhất, về giáo trình sơ lược thì trong cả khóa học này, mỗi bài chúng ta sẽ học về một thành phần cơ bản để tạo nên Sketchnote. Đồng thời, chúng ta sẽ luyện tập cách kết hợp các thành phần đó với nhau, cách luyện tập từng thành phần một. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có các bài tập cũng như tài liệu bổ trợ để luyện tập. Trong phần tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái dụng cụ cơ bản nhất để chúng ta có thể bắt đầu luyện tập. Để áp dụng được Sketchnote thì chúng ta chỉ cần hai cái công cụ rất cơ bản là giấy và bút. Thứ nhất là về giấy. Giấy thì các bạn có thể dùng giấy photo A4 hoặc là các loại sổ vẽ bình thường, thậm chí là vở ô ly hay là vở học sinh cũng được. Chúng ta không cần dùng các loại giấy hay là sổ quá là tốt, quá là đắt tiền, bởi vì tâm lý của chúng ta là cứ dùng những cái đồ mà xịn quá thì chúng ta sẽ bị run tay và không dám vẽ một cách mạnh dạn. Trong quá trình học thì chúng ta sẽ luyện tay và luyện vẽ rất là nhiều và sẽ tốn giấy. Thế nên lời khuyên của mình là chúng ta chỉ cần bắt đầu với các loại giấy bình thường thôi. Và khi nào chúng ta đã thành thạo rồi thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển sang sử dụng các loại sổ ghi chép chuyên dụng. Thứ hai là bút. Chúng ta sẽ có 3 loại bút chính. Loại bút mà chúng ta dùng nhiều nhất sẽ là bút Dinette. Đây là cái loại bút mà chúng ta thường gọi là bút kim hoặc là bút mực nước. Loại phổ biến nhất là loại bút chữ A mà các bạn có thể tìm thấy ở bất cứ hàng văn phòng phẩm nào. Hoặc nếu muốn dùng loại tốt hơn thì chúng ta có thể tìm các hãng bút như là Staedtler hay là Adline. Tiếp theo đó là chúng ta có bút chì. Bút chì thì thường dùng trong giai đoạn đầu khi chúng ta còn đang luyện tập hoặc là khi mà chúng ta chưa thành thạo lắm và vẫn còn sợ sai. Và loại thứ ba là bút dạ. Bút dạ thì có hai mục đích là để trang trí và để tô đậm những chỗ cần thiết. Nhân tiện nói đến bút thì mình cũng muốn nói qua về màu sắc. Màu sắc được sử dụng trong Sketchnote thì là hoàn toàn tùy thuộc vào ý thích của các bạn và nó không có một quy tắc nào hết. Tuy nhiên, có một lời khuyên là chúng ta chỉ nên bắt đầu với một màu thôi. Ví dụ như xanh, đậm hay là đen. Bởi vì nếu sử dụng quá nhiều màu sắc trong quá trình ghi chép thì chúng ta sẽ bị mất tập trung và mất thời gian. Bởi vì cái việc là chúng ta phải quyết định xem chỗ này chọn màu gì, chỗ kia thì sử dụng màu nào. Vì vậy nên các bạn hoàn toàn có thể viết một cái Sketchnote hoàn toàn chỉ bằng một cái bút và một màu. Sau đó khi đã hoàn thành rồi thì chúng ta sẽ dùng các loại bút khác và phần bút màu để trang trí thêm sau. Và cuối cùng là tẩy. Thì lời khuyên dành cho tẩy là chúng ta sẽ hạn chế tối đa hoặc là không dùng tẩy. Vì sao? Đặc điểm của Sketchnote hoặc là của ghi chép nói chung là chúng ta cần có tốc độ. Chúng ta sẽ phải nghe và ghi rất nhanh. Chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian để chăm chút cho các tiểu tiết trong cái bài ghi chép của mình. Vì vậy, chúng ta cần tập ghi chép một cách dứt khoát và không sợ sai. Việc không dùng tẩy thì ban đầu có thể rất là khó chịu, nhưng mà khi các bạn đã quen rồi thì chúng ta sẽ dùng bút một cách mạnh dạn hơn, dứt khoát hơn, và mình sẽ loại bỏ được tâm lý sợ sai. Vậy thì tóm lại, để luyện tập ghi chép Sketchnote, chúng ta chỉ cần có giấy và 2 đến 3 loại bút khác nhau. Trong bài tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu các thành phần cụ thể của một Sketchnote gồm có những gì.